Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình đã coi mình đã quay trở lại rồi đây. À nói chung là bây giờ là đã là màn đêm đã không phải là buông xuống nữa mà nửa đêm rồi. Đây anh em có thể nhìn xem uh, gọi là đồng hồ của giờ mình đây. Đây chính là hiện tại bây giờ đang là 12 giờ 37 ngày 24 tháng 12, tức là rạng sáng Noel, đêm Noel đầu tiên. Hiện tại thì mình đang thưởng thức gọi là đây bây giờ cũng đang gọi là đêm rồi này anh em. Đấy. 12 đấy ngày 24 tháng 12 12 giờ 37 Ờ à, hôm nay thì mình sẽ làm clip mở skill uh, gọi là Noel đấy, thì một năm chỉ có Noel một lần thôi mình cũng muốn để lại một chút gọi là kỷ niệm vương vấn gì đó đó Ok thì hôm nay mình quyết định là đêm hôm nay mình sẽ làm clip đó mở skill 3 cho khách nha anh em quay luôn Vlog cho anh em xem này quay vlog nhiệt tình luôn hiện tại con đệ này đang là một tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu rồi chỉ một hít nữa thôi là sẽ ra được q ba không biết là đêm noel ớn lạnh hay là đêm noel gọi là hạnh phúc đây anh em quan trọng vào là quan trọng là phụ thuộc vào cái bước tiếp theo của mình đây bây giờ thì đã là gọi là mười hai giờ ba mươi tám không khí trời bây giờ thì nói chung là đen xì tối mù tối mịt rồi mình có thể mở cửa sổ ra cho anh em xem đen xì không thấy gì cả đen xì đen xì đấy giờ thì hôm nay thì mình sẽ làm gọi là để có một đêm Noel đáng nhớ năm 2017 mình sẽ làm clip mở để năm sau con cháu người ta bắt đầu có con cháu nối dõi con cháu sẽ xem lại ừ đêm Noel năm ngoái thì gọi là thánh còi đã làm gì gọi là không có gấu đi chơi mà anh em gọi là không có gấu đi chơi để nhà mở skill ba chứ biết gì đây, đây chính là nhân vật phản diện của chúng ta tường cho điên hiện tại đang đánh liên minh rồi rất kinh khủng ta đang cầm trong nó là cầm trong tay đó lulu một vị tướng rất gọi là bao bút luôn URF à rồi rất kinh điển rồi tay này tay điêu luyện vờ lờ luôn gọi là bây giờ là sáng thì gọi là anh em rảnh rảnh ngồi chơi liên minh cho nó vui rồi ơi chết sắp mặt hai bốn các bác <cười> <cười> ngại vờ lờ trời ơi nhìn khuôn mặt khi chết kìa khuôn mặt khi chết coi kìa bán đồng đội mà còn cười nữa kìa má à, cái thể loại này thì, 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 gọi là cái thể loại đéo gì đây anh em trời lu lu kìa lu lu đi hỗ trợ lên mát phép luôn anh em ừ giới, được cái dây gọi là được cái dây lên gì kìa gì kia gậy gậy phép là gậy hung hung tàn hung tiệc thì nữa để quỷ bắt xem nó chơi ngọc rồng này gọi là liên minh là cái gì ngọc rồng đấy mới kinh này rồi ok hôm nay thì mình sẽ tiến hành gọi là uh, đêm đầu tiên của noel gọi là rạng sáng như gọi là đêm thì hơi căng rạng sáng noel đấy mở skill ba lúc nửa đêm gọi là không biết là noel này sẽ hạnh phúc hay là noel này sẽ là một noel đáng nhớ đây Noel gọi là Rồi ôi, hơi sợ sợ đấy các bác ạ à. Tỷ lệ mà giờ ra cao Ken mẹ hơi cao đấy Nhìn có vẻ căng, con đệ này có vẻ căng Tại giờ cay gấp 3 lần HP Thả đệ ra đã chỉ cần một hít duy nhất nữa thôi Mình sẽ cho con đệ tử là ở trạng thái gọi là bảo vệ Rồi ơi, không thể thực hiện được à Mình sẽ tách hợp thể ra nha anh em Tách hợp thể ra cho con đệ ở trạng thái đó là bảo vệ nhá Ui ừ ơi, đi sát lại, sát lại Cấm đánh nhá đệ cứ bình tĩnh mày cứ bình tĩnh lại tôi cho mày ở trạng thái bảo vệ ra này đấy rồi ok đã ở trạng thái bảo vệ rồi mình sẽ bút cho nó viên đậu kiếm khu nào vậy qua mở hên hên tí ui rồi đêm noel ớn lạnh các bác trời ơi à, công nhận lạnh thật ừ rambo rambo nghỉ chơi rambo nghỉ chơi từ từ đã cứ bình tĩnh đã bình tĩnh mở luôn ở map này khu bao nhiêu đây hiện tại mình đang ở khu là khu không rồi ôi bây giờ đang từ từ mình chọn cái giờ đẹp a 12 hai giờ này một con số khá là đẹp anh em 12 giờ bốn ngày 24 tháng 12 đêm noel giá lạnh không biết là có gì đáng nhớ để sau này gọi là con cháu học hỏi không đây hay là để lại làm cái ken lại khách lại bị sấp mặt nữa anh em mặc dù là hơn 12 giờ đêm rồi mình vẫn đang cố gắng làm clip cho anh em xem là hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình nhiệt tình nhá lên này choáng này rồi trường đi trường đi úi rồi ôi úi rồi ôi để ơi rambo sao đâu ra nhiều thế nhỉ lúc cần làm nhiệm vụ thì kiếm đéo thấy thể luôn lúc cần làm nhiệm vụ thì kiếm đéo thấy lúc không cần làm nhiệm vụ thì ở đâu không có rambo anh ạ, mình thề với anh em luôn còn để nó vẫn chưa ra skill ba rồi khắm lọ vờ lờ luôn mẹ chỉ còn 2 k nữa thôi mà phân tích giống như phân tích con đệ này thì gọi là KI gấp 3 lần HP thì tỷ lệ ra thái dương hạ chân cũng có nhưng mình không biết có ra nổi không đây tại vì là cũng hơi khó khăn đấy không biết là đêm Noel năm nay thì anh em thế nào để nói chuyện anh em tí lâu lâu mình cũng phải nói chuyện với anh em tí chứ nói chung là mình đính chưa có người yêu nên là gọi là ở nhà quay tay thì có hai loại nhá. có hai loại người trong cái đêm Noel là một là gái hai là game đấy thì cái lại game là cái lại có anh em đấy người ta gọi là có anh em thì người ta ở nhà chơi anh em thôi còn loại game á thì cũng ở nhà chơi game còn loại có gái loại gọi là có gấu đấy anh em Mày đi chơi với gấu nguyên xuyên đêm luôn à, gọi là kim kim mồm á thì mẹ mẹ con đi gọi là con đi qua nhà bạn chơi con đi qua nhà bạn nam chơi à, đêm nay con ở nhà bạn nam xuyên đêm luôn nhưng mà thực thực sự thì anh em bị đi đâu không gọi là thuê nhà nghỉ gọi là mua ban sói thuê nhà nghỉ mẹ anh em còn xa lạ gì nữa rồi, rồi, chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại này ở con đệ mình đã bắt đầu hồi sinh rồi không chém gió nữa anh em nữa chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện chính lúc nửa đêm này chúng ta sẽ có gì đây một chóa đội trưởng đi đấy bảo vệ trường tao trưởng Úi rồi sao sư phụ không đánh đi ở à? đây một đánh này ấy đánh đi đúng đội đúng đội rớt rồi ra rồi ra skill ba đấy anh em ơi ui ừ, rồi ơi run quá run quá run quá trưởng gông trường gì đi, đi. gông trường gì đi, đi qua đây rồi, đâu là con đệ mình đâu rồi. ui giời ơi, run quá anh em ơi. Không biết skill ba sẽ là cái gì đây? Đêm Noel ớn lạnh hay là đêm Noel hạnh phúc nhất của đời mình đây? Một kỷ niệm mà sẽ không thể nào quên được, mình hứa với các bạn luôn. Một kỷ niệm năm 2017 vào lúc 12 giờ 40, một con đệ có skill ba đã được ra đời dưới tay còi ốc tư 957. bảy à. Ui rồi ôi hên quá, hên quá rồi ơi. Ui rồi, ông bà lão, bà rồi ông trời ơi cầu mong cho con. Mặc dù đêm Noel này ông trời biết rồi đấy con không có gấu rồi, mà nó ra sợ kêu ba thì nó để khách gọi là khách trong móng nó thì gọi là khắm lọ vừa lờ luôn. Sợ kêu ba sẽ là gì đây? Ui rồi ôi chưa 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 chưa. chưa. Nặng nha các bác. Atomic, Atomic ơi. Atomic cấp 4. Gì đây? Úi rồi ôi tái tạo năng lượng Các bác thấy chưa ạ Dạ vâng đây là tái tạo năng lượng Món quà lúc nửa đêm Món quà Noel lúc nửa đêm AD dành tặng cho còi đấy các bác ạ Gọi là tuyệt vời chưa Các bác giờ thấy tuyệt vời chưa rồi ơi, trước màn hình của các bạn đó chính là con Atomic Mình vẫn chưa bao giờ phá vỡ kỷ lục skill 3 mở ra Kaioken okay. Vẫn skill 3 mình vẫn mở ra tái tạo năng lượng hoặc là thái dương hạ san Vẫn là cái đẳng cấp, cái tay gọi là Cái tay này, tay thần thái mặc dù skill 2 Mình chuyên mở skill 2 Ramasenko nhưng mà đây là Atomic Ok, tuyệt vời ông mặt trời, một cảm giác quá phê Gọi là mở gọi là mở skill 3 lúc nửa đêm 12 giờ 43 ngày 24 tháng 12 rạng sáng Noel mình cũng gọi chung là đêm Noel đi đêm Noel gọi là giá buốt không có gấu thì gọi là ta có game không có gấu thì gọi là ta có tái tạo năng lượng tuyệt vời Thôi được rồi chắc có lẽ là clip này mình cũng gọi là để lại một clip đáng nhớ trong đời đấy mà gọi là làm clip lúc nửa đêm cho anh em xem biết nửa đêm có đạch gì tường này. anh em xem này khuôn mặt của nó này anh em xem khuôn mặt này. biểu cảm vờ lờ luôn các bác bao biểu cảm luôn ngồi đánh liên minh tự nhiên thôi được rồi À, chúc tất cả mọi người có một cái Noel thật là vui vẻ. Và người nào có gấu thì đi theo gấu mà chơi ư ừ, chích chích thoải mái. Còn người nào không có gấu thì vẫn cứ là anh em, vẫn cứ là anh em mà thôi. Ok thôi bye ba tất cả mọi người. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Ba anh em nha.